Rồi xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh. Trong clip ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách thao tác cái con Start V2 này, toàn bộ tất cả cái phím tính năng của nó. Rất mong anh em hãy like cũng như là subscribe đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ một cái sản phẩm nào hoặc là video hướng dẫn nào. Trước khi chơi thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần nút nguồn. Đây là cái phần nút nguồn ha. Ngay chỗ này sẽ là một cái khu vực để điều khiển bằng cái set. Người sẽ có nút play, nút stop, những cái nút căn bản nhất. Nhưng mà ở đây nó sẽ có con sáp này, sẽ có một cái chức năng đó là ABSS. Ví dụ như khi anh em bấm đen lay như này, sau đó bấm đề luôn, tức là đen lay và chúng ta bấm cái phần tua này, thì nó sẽ đến cái đoạn băng mới nhất, tức là bài mới nhất. Nó sẽ dừng. Đó, nó sẽ dừng này, và nó hát là. Tương tự vậy thì chúng ta bấm vào cái phần tua lui, đang lay và chúng ta bấm lui thì nó sẽ lui lại một cái bài. Rồi ở dàn nút phía trên thì em sẽ nói từ trái qua bên phải, đây là cái volume của cái mic. Mic thì nó nằm ngay ở khúc dưới cái phần đĩa than. Ngay chỗ này sẽ là cái phần chơi băng, như băng CR2, băng normal hay băng metal. Chơi loại băng nào thì anh em sẽ gạt qua. Phía dưới sẽ là cái giảm tiếng ồn NA, cái này là phụ thuộc vào phần thu băng. Ngay chỗ này là phần check pin nè, khi mà chúng ta gạt qua, tức là khi mà anh em nào mà chơi binh á thì gạt qua đây để chúng ta kiểm tra cái dung lượng của binh. Anh em thấy cái phần đèn nó sáng lên không? Như ở đây là cắm điện thì chúng ta gạt qua thì thấy là cái phần binh này, đèn này nó sẽ full hết. Còn khi mà chúng ta gắn binh vào muốn kiểm tra binh thì chỉ cần gạt lên, nó nằm ở mức số 1, số 2, số 3 như thế nào. Trong đây sẽ là cái phần âm thanh, chế độ âm thanh vòm, chế độ âm thanh stereo. Đây sẽ tạo ra cái âm thanh vòm nè. Ví dụ như ta bấm play ha. Anh em thấy không? Nó sẽ có một cái tiếng âm thanh vòm 3D gia lập. Ở trên đây sẽ là cái phần ba lăng. Ba lăng ngay chỗ này sẽ là ba lăng phát. Khi mà anh em chơi ba lăng phát này, lò phải nè, lò trái nè, thấy không? Còn ở dưới đây sẽ là ba lăng của cái phần ghi. Ba lăng của phần ghi là khi chúng ta ghi băng á, sẽ dựa trên cái phần đèn tia ngay chỗ này để chúng ta có thể điều chỉnh làm sao cho cái âm lượng đầu vào nó được tốt hơn, băng thu nó sẽ được chuẩn hơn. Còn hai cái thanh này sẽ là phần bass chép thôi. Rồi kế bên luôn sẽ hai cái vòng xoay chính. Thứ nhất đây là phòng quay volume, hai đây là dò đài. Đấy. Ok. Đây ha, em sẽ quay xa tí để anh em thấy được cái khu vực này. Đây là cổng function nè, đây sẽ là cái phần chơi băng cassette, chơi đĩa than và chơi này là chơi cổng line. Cổng line ở đằng sau. Đây line đúng không? Line này. Line này là line in, line này là line out ha. Khi mà anh em cắm vào thiết bị di động thì chúng ta sẽ cắm vào cái khu vực này. Rồi còn chơi FM thì chúng ta chỉ cần bấm FM nằm đây thôi. AM thì bấm vào đây, FM bấm vào cái này, băng cái set thì bấm vào đây, tù băng ha, giống hồi nãy em lay. Còn chơi cái phần đĩa than thì cơ chế hoạt động của này automatic, nó rất là nhiều tính năng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm cái nút này để cái đĩa than bật ra. Và anh em lưu ý khi mà chúng ta bỏ đi than là chúng ta sẽ để theo cái bỏ vào cái này. Đây nó có sẽ có phần G ha. Anh em thấy không? Đây sẽ có hai cái phần kim này, tức là chúng ta có thể chơi được hai mặt. Đấy, chúng ta sẽ bỏ đi than như thế này, sau đó đóng lại. Rồi, đóng lại. Thì đây nó cho chúng ta chọn mặt A hay mặt B nè. Đấy. Anh em thấy nó đang quay không? Và nó đang hạ cầm xuống chơi nè. Đĩa thường bây giờ là thị trường là 33 và 45. Thì anh em bấm vào cái phần 33 giùm em. Đây, kim nó đang hạ. Nãy là chơi mặt B bên trong. Nút này sẽ là nút play stop nè. Cái nút này là cái nút mà giống như là chúng ta bỏ cái phần kim xuống và nhắc cái kim lên nè. Nếu mà chơi đang play thì chúng ta bấm vào cái nút này nó sẽ bao lại. Còn nút này nút tua. Hai cái chế độ này là một là chúng ta chơi một chiều băng, tức là chơi một mặt đĩa đó. Sau này là hết cái mặt đĩa thì chúng ta chơi lại thì chúng ta chọn chế độ này. Bây giờ em chọn chế độ A. Là mặt A là mặt này ha. Để anh em thấy rõ hơn cái cơ chế của nó. Rồi sau đó em bấm play nè. Lúc này đó kim nó sẽ đưa xuống. Và hát ha. Rồi bây giờ em bấm cái này cái thì nó sẽ nhấc kim lên. Bấm này cái nữa thì kim nó sẽ hạ xuống. Đó, thấy không? Rồi khi mà nhấc kim lên đi. Chúng ta nhấc kim lên và chúng ta muốn không nghe bài đầu mà chúng ta muốn nghe ở giữa này thì trên đây sẽ có hai cái kiểng tua băng nè, thì chúng ta đè
chữ đề cho đến cái đoạn nào mà chúng ta muốn. Đang di chuyển thấy không? Ok. Đang di chuyển này. Rồi sau đó chúng ta bỏ cái cần nó xuống. Rồi đây, bấm lại cái nút mà bỏ cần xuống ha. Bấm cái nữa thì nó sẽ tự động nó đưa về. Ok. Về phần radio thì anh em FM nằm đây. Và chúng ta dò đàn ngay chỗ này thôi. Rồi đây là tắt nguồn. Ok, vừa rồi là một cái đoạn video clip để hướng dẫn tất cả anh em cái cách chơi con Sharp V2 đầy đủ hết tính năng nhất, cũng như hiểu hết để anh em có thể trải nghiệm tốt hơn nếu mà anh em sử dụng con này. Hai cái cổng mic là hai cái cổng này ha. Lúc nãy em có nói đến volume của phần mic là hai phần phía dưới này nè. Đấy. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube LB Audio để có thể cập nhật những sản phẩm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.